đã nói là bộ Kate nhập mà nó đéo tin. À, một con xe tiền tỷ mà đi cái bộ mâm ổn quá. Cái này là mới đi đường nhựa thôi nhá. Tính ra thằng này nó đi là nó phá xe. Thật mà. Má nhìn ghê. Vô lăng nó cũng lên. Khóa bắt cây kia nó cũng lên luôn. Cũng lên luôn. Vô lăng này nó cũng lên này. Rất ổn. Cô Quang Trung xin chào quý anh chị và các bạn. Tôi là tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Anh chị quan tâm hãy cho em chung một like và đăng ký kênh để tiếp tục xem video tiếp theo nha. Đây em chung cũng về ít những mẫu xe. Từ tiền chục tới tiền tỷ nha quý anh chị. Đây em lại về con Ford nguyên chất 3.2 số tự động với quyền chỉ hai cầu, nhưng mà cái này thì em đã lên đồ chơi cũng khá là nhiều nha quyền chỉ của khách hàng, nên là người ta lên trước rồi. Chị thấy không, từ cabo này đã được lên một cái bộ yếm của em nó. Quay sơ một vòng cho anh chị xem, nhưng mà thằng này nó đặc biệt, ghét nó một cái là anh chị là khi người dân ngày trước người ta xài người ta không am hiểu là cái chỗ là cái dàn vỏ này anh chị. Anh thay cái dàn vỏ này về chạy cái cảm giác nó vừa lắc mà nó vừa hú lên bộ vỏ đó, thật sự là em không thích bộ vỏ. Cái xe tiền tỷ mà để chạy mà nó quá ồn, không êm ái. Quyên chỉ về mua về thay vô là hết. Và em nó đã được lên bộ ống thở này, quyên chỉ này. Đồ chơi con này cũng khá nha quyên chỉ nha. Và thêm bộ ốp của mấy cái lồng về lên này cũng khá là nhiều tiền quý anh chị thấy không. Nên thật sự cái con xe này em không chê một cái gì hết, chỉ là khi vừa về thì em quay sơ lướt sơ một vòng cho quý anh chị xem, và coi anh chị nào có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp cho em số hotline 0962 494949. Tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Xe này thì thật sự là như xe mới luôn nha quý anh chị. Ford Winchuck 3.2 số tự động. Đời 27 nha quý anh chị nha. Xe này thì cực kỳ zin và đẹp rồi. Mỗi cái khi em chung mua về là không thích cái chỗ là tiếng ồn của em nó là từ xuất phát là từ bộ vỏ ra nha quý anh chị nha. Này. Số vỏ thì đúng, nhưng mà khi cái người bán vỏ cho cái anh chủ này này là cái gai này, cái dòng vỏ này nó cứng quá đi thì nó chạy cái tiếng ồn nó ghê gớm lắm. Đây là quý anh chị khi mà cảm nhận lên ngồi lên một cái chiếc xe như vậy, thật sự là nó khó chịu.
mỗi cái đó thôi nha. Và của em nó là đèn bay, và bên là đèn halogen zin nguyên bản theo của nhà sản xuất. Nguyên chắc 3.2 nhá, xúc động nhá, nguyên chỉ hai cầu nha. Một cái xe màu bạc cũng rất là ok, rất đẹp. Xe này em chung về thì có sao thì em chung quay sơ một vòng nó như vậy, và một vài bữa em chung sẽ cho vô xử lý công nghệ 4.0 là xe thật sự xe như mới, chứ không có vấn đề gì hết nhé quý chị. Đây, và em nó đã lên được bộ bể bước này, cũng khá là nhiều tiền. Xe form dáng rất là thể thao như quý chị đó. Quay sơ vòng, bốn quả vỏ thì đều như nhau hết, nhưng con này thì cam kết với quý chị là không có đâm đụng và ngập nước nha. Xe rất đẹp, zin từ ATA luôn nha quý chị. Đây, và cụm đèn sau của em nó zin theo nhập của nhà sản xuất. Logo hiệu Ford của nhà sản xuất luôn nha quý chị, của hãng luôn. Và tất cả cái cũng chưa có like một cái gì hết. Cảm ứng và cảm biến này, tất cả cái quý chị theo. Xe này đã chỉ có dơ thôi nha quý anh chị nha, đất dơ giấy thôi, còn tất cả mọi cái vấn đề là đều in toàn bộ hết nha quý anh chị. Và em nó được mang thêm bộ tem, cũng chưa nghĩ cho lắm. Đây, và em nó được trang bị thêm nắp thùng nha. Nắp thùng này thì quý anh chị mua về thì chỉ có việc xét xe thì cũng không cần phải bỏ ra. Đây là thùng bọng của em nó. Từ cột kèo sau của em nó này, chỉ theo à, từ đánh bấm của nhà sản xuất. Đây là cái xe này cũng chỉ là thật sự là cực kỳ mới nha. Nhìn dơ giấy bẩn thỉu vậy thôi nhưng mà phải nói là cực kỳ mới. Nên em chung làm cái gì thì tất cả mọi cái cũng đều gọi là trực tiếp nha quý anh chị. Đây, sau đây là cánh cửa bên lơ của em nó này, keo chỉ nha, tất cả cái đều rin hết toàn bộ nha. Bù lông ốc vít chưa có một dấu mở nha quý anh chị. Đây, phần trong của em nó này, cắp lô. Xe này thì thật sự em chung vừa về thì cũng chưa có rửa đáy gì lên, nên quý anh chị là tại sao mà ý là cái xe nó như này như kia và nhìn nó khó coi, nhưng mà thật sự là cái xe này em chung về chưa có rửa đáy gì hết nhá. Đây, và màn hình zin theo xe tất cả, và em nói được gắn thêm cam hành trình rồi, và đã được chế nút đề là bằng nhấn nút, chứ không phải là bằng sai chìa khóa ấy quý anh chị. Vô lăng của em nó thì đã được thay vô lăng thể thao rồi quý anh chị thấy không, nó khác với là cái vô lăng bình thường nha, mạ chrome hết nha. Nè, rất là đẹp trai. Đây, tất cả cái nguyên zin theo của nhà sản xuất. Thank you.
xe này thì chỉ có dơ thôi chứ không có về là chỉ việc rửa ráy thôi nhé quý anh chị, chứ không cần phải làm gì hết. Em vô em xử lý công nghệ 4.0 là tất cả cái xe như mới và em nó có giải đèn led này, quý anh chị thấy không, mở cửa ra phát là sáng liền. Đây cánh cửa bên tài của em nó. Keo chỉ zin theo nguồn nhà sản xuất từ tay cửa này à. Tất cả các kim bấm, nói chung là con xe này rất là đẹp nha quý anh chị nha. Mình coi xem em nó chạy được bao nhiêu ngàn km à. Em nó chạy được 93.000 rồi nha quý anh chị. Tất cả cái màn hình, tất cả cái hệ thống trên xe là hoạt động đều ok hết nha quý anh chị nha. Tất cả mới len keng sben. Đây quý anh chị thấy không? Một con xe như thế này. Form dáng rất là thể thao, vô lăng đã lên rồi nha quý anh chị, thấy không? Đây này, xe này anh chị mua về thì cũng phải suy nghĩ. Xe này em chung bao ký rút hồ sơ toàn quốc hết nhé quý anh chị. Nguyên chắc 320 số tự động. Hai cầu như quý anh chị. Này. Xe em vừa về thì cũng thật sự là cũng chưa có rửa ráy gì. Nên là em chung cũng quay lên tất cả một cái. Anh chị xem. Khi anh chị xem được video thì tới em chung thì cũng đã rửa ráy xong rồi nhé. Em quay sơ phần bên máy cho quý anh chị xem. Tất cả cái quý anh chị thấy chưa, zin cực kỳ đinh nha. Xe chưa lai một cái gì hết nhưng quý anh chị chỉ có dơ giấy thôi. Đấy. Cả cái này ốc capo này chưa có lai một gì hết nha. Capo này chị thấy không, nhìn cái capo mà nó còn sáng như thế này thì làm sao mà có chuyện mà nói chuyện mà xe mà lỗi với chạy nhiều chạy ít được. Bên nó có thêm được cái đi chạm thu phí là không phải tốn tiền nha quý anh chị. Thì hết cái số tiền trong cái tài khoản này thì quý anh chị phải nạp vô nha. Anh chị thấy không? Từ tem mạc tất cả máy móc này. Riêng nguyên bản tem của nhà sản xuất. Tôi đang quay sơ phần bên gầm rồi em kết thúc video nha quý anh chị nha. Sau đây em kết thúc video, anh chị quan tâm thì hãy cho em chung một like và nhớ đăng ký kênh để tiếp tục xem video tiếp theo nha. Anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ cho em 0962 494949 để biết thêm chi tiết nha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con nha.